chào bạn. Tôi là Thùy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ và cũng đã có rất nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc. Các bạn có thể thấy trong nhịp sống xã hội ngày nay với guồng quay vô cùng nhanh và chúng ta phải chịu những áp lực như về công việc, áp lực về cuộc sống gia đình hay áp lực về kiếm tiền, đúng không ạ? Và nếu như những áp lực này kéo dài trong một thời gian dài thì sẽ rất dễ dẫn đến những căn bệnh về tâm lý như suy nhược thần kinh. Và ngày nay, căn bệnh suy nhược thần kinh rất phổ biến và có ở các độ tuổi khác nhau. Vậy một câu hỏi đặt ra là căn bệnh suy nhược thần kinh có thể chữa khỏi được hay không? Và làm cách nào để có thể chữa được căn bệnh suy nhược thần kinh đây? Thì gần đây, rất nhiều người truyền tay nhau sử dụng một loại thuốc có tên là An Cung Ngư Hoàng Hoàn của Hàn Quốc. Và không hiểu An Cung Ngư Hoàng Hoàn của Hàn Quốc có thể giúp chúng ta điều trị được căn bệnh này không? Nó có những thành phần gì và tác động như thế nào lên căn bệnh suy nhược thần kinh? Vậy thì ngay bây giờ, với 5 phút trong video này, bạn hãy cùng Nga tìm hiểu về sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc nhé. Trước tiên thì Nga xin khẳng định với bạn rằng căn bệnh suy nhược thần kinh có thể chữa khỏi được nếu như ta giải quyết được những nguyên nhân, giải quyết được cơ chế bệnh sinh và giải quyết được triệu chứng gây ra căn bệnh này. Những nguyên nhân gây ra căn bệnh suy nhược thần kinh là do chúng ta phải làm việc căng thẳng kéo dài hay bị sang chấn tâm lý do gặp phải những vấn đề lớn trong cuộc sống, hoặc bạn đang bị mắc phải những căn bệnh mãn tính làm cho cơ thể mệt mỏi, suy kiệt, mất ngủ, đau đầu và cũng dẫn đến căn bệnh suy nhược thần kinh. Và khi chúng ta bị căn bệnh này rồi thì chắc chắn là phải dùng đến thuốc để điều trị, đúng không ạ? Nhưng ưu tiên sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc thảo dược, an toàn cho cơ thể và không để lại tác dụng phụ. Thì chính sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc này là một trong những bài thuốc có thể giúp cho bạn điều trị được căn bệnh suy nhược thần kinh rất hiệu quả mà lại an toàn. Vậy thành phần của nó gồm những gì, những thảo dược gì? Trong thành phần của An Cung Ngư Hoàng Hoàn phải kể đến những thảo dược như là đương quy, bạch thược, có tác dụng bổ can huyết, làm huyết mạch bệnh nhân lưu thông tốt. Củ bạch chuột có tác dụng bổ tỳ, bổ khí, vì khi bị suy nhược thần kinh, bệnh nhân thường mệt mỏi, chán ăn, thì bạch chuột làm cho bệnh nhân ăn uống tốt hơn, cảm thấy người khỏe mạnh và có sức sống hơn, có khả năng hoạt động tốt hơn. Thành phần cam thảo có tác dụng bổ khí, điều hòa hoạt động của các vị thuốc, giúp cho các vị thuốc phối hợp với nhau. Thành phần củ hoài sơn, điều hòa âm dương, bổ trợ cho hệ tiêu hóa, giúp cho hệ tiêu hóa của bạn hoạt động được tốt. Vâng, và sau khi sử dụng sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn một thời gian thì bạn sẽ cảm thấy thư thái, thoải mái hơn, ăn tốt hơn, ngủ tốt hơn và chắc chắn là sẽ đẩy lùi được những nguyên nhân, những triệu chứng mà gây lên căn bệnh suy nhược thần kinh rồi ạ. Hiện nay thì đã có rất nhiều người sử dụng An Cung Ngư Hoàng Hoàn để điều trị cho mình căn bệnh suy nhược thần kinh bởi nó có hiệu quả ngay sau khi chúng ta sử dụng trong một thời gian ngắn. Vâng, vừa xong thì Nga đã chia sẻ cho bạn các thành phần của sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn có thể giúp cho bạn điều trị được căn bệnh suy nhược thần kinh rồi, đúng không ạ? Và nếu như bạn đang gặp phải căn bệnh này mà đã điều trị rất là nhiều nơi và sử dụng rất nhiều thuốc, thay vì việc mà bạn mất quá nhiều tiền, quá nhiều thời gian cho một sản phẩm không hiệu quả, thì lời khuyên của Nga dành cho bạn là hãy sử dụng sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc này để điều trị cho mình căn bệnh suy nhược thần kinh. Và đây cũng là một trong những món quà biếu vô cùng sang trọng và ý nghĩa để bạn gửi tới sự quan tâm dành cho người thân của mình, giúp cho họ có sức khỏe tốt hơn, cuộc sống của bạn hay cuộc sống của người thân trong gia đình bạn sẽ vô cùng hạnh phúc. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn, bạn hãy truy cập vào đường link trang web koreashop24giờ.com Nga đã để sẵn trong phần mô tả dưới video này và chat với chúng tôi qua phần chat online để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về sản phẩm và điều trị cho bạn căn bệnh mà bạn đang gặp phải. Với Korea Shop 24 giờ thì chất lượng là uy tín, nên tất cả những sản phẩm chúng tôi gửi đến bạn là những sản phẩm tốt nhất
để giúp cho bạn có được sức khỏe mà bạn mong muốn. Bạn có thể gọi trực tiếp đến số điện thoại hotline 0979 149 256. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn. Với cam kết, chỉ khi bạn nhận được đúng sản phẩm mình đặt mua thì bạn mới phải trả tiền. Và nếu như trong vòng 7 ngày bạn sử dụng sản phẩm mà vẫn cảm thấy không yên tâm về chất lượng, chúng tôi sẽ nhận đổi trả hàng cho bạn. Và nếu như chỉ một phát hiện rằng sản phẩm của Korea Shop là sản phẩm kém chất lượng thì chúng tôi sẽ bồi hoàn 100% giá trị sản phẩm cho bạn. Đừng quên liên hệ với chúng tôi ngay sau video này. Hãy điều trị căn bệnh suy nhược thần kinh càng nhanh càng tốt. Và đừng quên gọi điện cho chúng tôi ngay sau khi xem xong video này. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.